là channel, tức là việc bán hàng đa kênh, tức là kết hợp cả bán lẻ trực tuyến và bán lẻ có cửa hàng, cũng như là phục vụ cái yêu cầu của người tiêu dùng với những cái trải nghiệm rất là phong phú. Và vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp ngành điều hết sức chú ý cái việc bán hàng trực tuyến nữa. Và cuối cùng thì chúng tôi xin tóm tắt lại là ngành điều và cái tầm quan trọng của thị trường nội địa, cái điều này là chúng ta đều đã có cái nhận thức rất là tốt, rất là đúng đắn về cái vấn đề của chúng ta là triển khai cái nhận thức này trong thực tế. Thứ hai là cần phải có chính sách chiến lược phát triển trong dài hạn. Chúng tôi cũng được biết là ngành điều đã có chiến lược rồi, thế nhưng mà nên chăng là cũng xem lại và rà soát lại cũng như là cập nhật, bởi vì bây giờ thời đại là thay đổi thế giới và các thị trường thay đổi rất là nhanh chóng và rất là đa dạng và rất là phức tạp, cho nên cũng cần phải rà soát cập nhật cái chiến lược này. Thực điểm thứ ba là kích cầu tiêu dùng trong nước đối với sản phẩm hạt điều cần được đẩy mạnh hơn nữa với nhiều cái hình thức phong phú hơn nữa. Cũng như là đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa cách tiếp cận người tiêu dùng. Và sản phẩm hạt điều đối với kênh siêu thị cũng như các kênh khác thì như chúng tôi đã nói, chúng tôi khuyến cáo hết sức đó là các cái doanh nghiệp sản phẩm điều hãy liên hệ cũng như là hãy có cái mối quan hệ thật là chặt chẽ với các nhà bán lẻ của cả kênh hiện đại cũng như là kênh truyền thống, đồng thời cũng phải chú trọng hết sức cái hình thức là bán hàng online. Ở đây chắc là không có thời gian, chắc là khi đến buổi trưa chắc tôi sẽ xin phép được trao đổi một số với anh chị về một vài cái hoạt động hỗ trợ của cái nhà bán lẻ Việt Nam trong cái việc đưa hàng vào các cái hệ thống, trong đó có cả cái bán lẻ trực tuyến như thế nào, vì chúng tôi cũng có cái mối quan hệ rất chặt chẽ với hiệp hội các doanh nghiệp thương mại điện tử Vcom của mà đã có rất là nhiều hoạt động, trong đó có ngày mùng 5 này, đó là ngày hội bán lẻ trực tuyến được khởi động. Giờ này nếu chúng ta đăng ký chắc là bị muộn rồi, nhưng mà cái chắc là sẽ còn nhiều ngày như thế. Là tổ chức trong ngày đó thì có một cái điểm đặc biệt là riêng trong ngày đó thì tất cả các sản phẩm đều được delivery, được giao hàng miễn phí. Có nghĩa là giả sử như nếu mà chúng ta đặt mua 1 kg điều hay là 10 kg điều từ 1 hay 3 hay là các doanh nghiệp và sản phẩm thì tất cả sản phẩm sẽ được chuyển từ chỗ các cái kho của các anh chị cửa hàng, các anh chị đến thẳng người tiêu dùng, và các doanh nghiệp chuyển phát nhanh họ sẽ không lấy phí trong cái ngày hội mua sắm đó. Chúng ta sẽ đợi cái dịp sau vậy. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn nói rằng là một cái điều quan trọng hết sức đó là việc kết nối giữa các nhà sản xuất chế biến điều với các nhà bán lẻ. Và đây là có trách nhiệm và vai trò của hai hiệp hội, của Hiệp hội Điều Việt Nam cũng như Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam chúng tôi. Và tại đây thì tôi xin phép là cũng rất là thay mặt cho Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, chúng tôi cũng trân trọng sự cảm ơn những sự hợp tác của Hiệp hội Điều Việt Nam. Và chúng tôi tin tưởng rằng là sắp tới, trong thời gian tới thì hai hiệp hội sẽ đóng vai trò quan trọng hơn, tích cực hơn trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp của hai bên trong cái việc tiếp cận thị trường nội địa và có những cái hoạt động thật là thiết thực để cổ vũ cho cái hình ảnh các sản phẩm điều của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị và xin chúc các quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn.